Xin mời cả lớp cùng đọc bài Thánh Chư Thiên. Sakkarupe Jisikaratate Tantalike Vimane Dipe Rate Chagame Paruvanane Gehavatam Hikate Vumma Chayantu Deva Chalatala Visame Yakkaranta Vanaka Tithanta Santitike Yang Munivara Vachanam Sathavome Sunantu Thamma Savanakaro Ayam Phadanta Thamma Savanakaro Ayam Phadanta Thamma Savanakaro Ayam Phadanta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyambi Buddham Saranam Gacchami Dutiyambi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyambi Sangham Saranam Gacchami Adiyambi Buddham Saranam Gacchami Adiyambi Dhammam Saranam Gacchami Adiyambi Sangham Saranam Gacchami Panati Vata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kameshu Gacchasyara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Surameraya Chappamadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Dhammadasana Yadha Chanagatha Brahma Chaloka Thibati Sahamati Katam Chali Antivaram Ayyajata Santiha Sattva Parachakkhajatika Desetu Dhammam Arukhavimam Vacham Sathammakheri Vinayanchakayam Sutanchabandham Afidhammacham Akotayanto Yatusakchadandham Pabodhaneye Parisayache Evam Sambhati Rahma Bhagavantam Ayyajata Tungyita Vedatam Bhutto Karunyena Yuvasayatana Bhuttaya Vadenami Yagayam Tato Gato Panchavadyadayo Leye Amam Apajesi Sammato Tato Pabhuti Sambhutto Anuna Thammadesanam Makhava Sadhidesi Sattvanam Akasipaka Tena Sathu Ayo Phante
để sẽ thu thập ma để xa nàng xa bà di tha bà di xa ya anu kạp bà bì kà bà vệ Nam mô Bụt Tha ya Nam mô Tham ma ya Nam mô Sang ca Học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thần khẩu lý tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh tự nhân lành gây dựng các lớp học giảng dạy giáo pháp từ đời đã sự kiên trì của tinh thần học tập nỗ lực kiên trì của các bạn ngủ trong room xin được quan nghỉ cầu xin cho chú trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc diệu thoát phiền não không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả chúng ta. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 là buổi học thứ 89 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy quan nghỉ lên lớp. Chúc cho các bạn có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang ca ya. Thân chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha? Alo. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học thứ 89, học tiếp sắc pháp. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ toàn bộ tấm pháp. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayāmi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakkasangho saṅghaṃ namāmi sammā sambuddhamatulaṃ Sattam Aganuttamam Apivadiyapasisam Apitamattasam Aham. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang ca ya. Hôm nay chúng ta đi vào sơ lược về lộ trình của sắc pháp, tức là sự diễn tiến của sắc pháp. Y cứ theo lộ trình tâm đọc sơ sơ trước ha, và muốn đọc qua phần lộ trình tâm thì chúng ta sẽ được nắm được nhiều cái gì sâu sắc hơn. Rồi trước khi vào cái bài học chính thức thì mời quý vị cùng nhau quan hỷ lên, chúng ta cùng đọc Pali trước rồi sau đó chúng ta sẽ vào bài học chính thức để tìm hiểu thêm cái sự diễn tiến của cái sắc pháp nó. Chúng ta sẽ thấy thêm được có nhiều cái điều rất là ngộ, rất là và cũng rất là khó hiểu. Rồi, xin mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc trước để chúng ta nắm được cái ý trước ha. Dạ, xin dừng lại cho được. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Con cũng xin được. Rupa vatthikkhamo, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sabba nipanne tanhi rupa nikkhamalokkhe yathāraha
anu na ni pa wat ti yang upaya panti pati san ti yang panasam se da janan jewa apa pati kanan jang takhu so ta kana jiwa kaya pa wat wat tu tu basaka sangka pani saka basaka ni pa tu pawanti uka ta wasena o maka wasena pana takhu so ta kana pa wadasaka ni kada siti na lapanti ta ma te sang wase na kala pa a ni ye dittappa. Tất cả các sắc pháp ấy đều có ở trong đời sống ở dục giới, tùy trường hợp không thiếu sót. Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và quá sanh, vào lúc được thọ thai có tối đa là 7 thập pháp, tức 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam, hai tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Gấp phá xê giác há sát tà nào pa wa pa na ka ya pa wa wa tu da sa ka sang sang ka ta ni ti ni da sa ka ni pa pa tu phan wa wan ti sa ha pi pa wa da sa ka ka da chi na la phan ti ta to pa rang ta wat ti ka le ka me na chak ku na sa ka di ni ni cha pa tu sa wan ti. Đối với hạng thai sanh và lúc tái sanh có 3 thập pháp, 3 nhân 10, 10 thành phần thân, 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ khởi sanh từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần người thành phần mắt trong dần tuần tự khởi sanh. Ít chê rằng ta tí sàn thì tu phà đà giác ca má sa mút thà nà tu tí giác chít tàu tu phà đà giác chít tá sa mút thà nà thí tí cà lăng tu phà đà giá u tu sa mút thà nà ô chà phá ra nằng u pa đà giá a hà rá sa mút thà nà chà tí sa tu sa mút thà nà rù phá ca là phá sàn tá tí ca mát lô chè đi phá chà là quý chá ná đi sô tô quý giá chá và quát tà như cần ác tô chinh năng ba quát ta tiếp. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo 4 phương cách: do nghiệp, từ lúc được thọ thai, do tâm, từ chập tư tưởng thứ nhị, do hiện tượng, thời tiết, vào giai đoạn trụ, và do vật thực, từ tinh chất dinh dưỡng, từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Xin hết. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Tất cả xin đọc bài. Tu ba ba quát tức ca mô, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sapa
ni ba nghề và ni rù và ni cà ma lô kề gia thà ra hằng anu nà ni ba quát ti dần u ba lát hoàn tí ba ti sàn thí sát dần ba ná sáng xề đá trà nằm chề quá ồ ba bà ti cà nằm giá chắc khú sồ tá khà ná chiều hà khà gia thà ba quát thú ba sát cá sàn khà bà ni sát ba đá sa cà ni bà tu pha hoàn tí úc cát tha quá xề na ồ ma ca quá xề na bá ná chắc khú sồ tá khà na phà quá đá sa cà ni ca đà chín tí ná lắp hoàn tí tắc mà tề sần quá xề na ca là ba hà ni ni tắp bà. Cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới tùy trường hợp không thiếu sót, nhưng đối với những chúng sanh thuộc cội thấp sanh và quá sanh vào lúc được họ khai có tối đa là bảy thập pháp, tức mười thành phần sắc tai mũi lưỡi thân tấm nam hay tấm nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có mười thành phần mắt tai mũi và tấm nam hay tấm nữ. Do vậy cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Yapase yakasapa nang banaka yapa wawat udasaka sangha ba niti nidasaka niba tuha wanti tatha nipa wadasaka kada jina lát pháp tí bá tồ ba rằng bá quát khu cà lề ca mề ná chắc khu đá sát cà đi nít chá bà tôi phá hoàn tí. Đối với hạng thời sanh và lúc sanh có ba pháp, ba nhóm mười, mười thành phần thân, mười thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có mười thành phần tánh nam hay nữ khởi sanh, từ lúc được họ thai và về sau trong đời sống dần dần mười thành phần mắt vân vân từng đầy khởi sanh. Tích chê quan bát tí sàn thân u ba la u ba da giác tham ma sa mút thà na bi tí giá chích tăng u ba da giá tích tá sa mút thà na bi tí cà lá mú bà đà giá ú tú sa mút thà na ô cà pa ra năng ú bà đà giá à hà ra sa mút thà na cà tí chất tú sa mút thà na rù ba ca là ba sàn ba tí cà ma lô kề bì ba trà là ví giá ná bì sồ tồ ví giá chá già quá tà như cần áp khóc chìm năng bao quát tá tí. Như vậy các sách pháp được tạo nên theo bốn phương cách: do nghiệp, từ lúc được thọ thai, do tâm, từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết và do động trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Xin hết.
Dạ con ông Triều kính chào thầy và kính chào. Con xin đọc tiếp đoạn 2. Maranakale anacuti citto parisattara samacittasatitika lang upadayakhammaccha rupanina upacchanti purettang upanna niccakammaccha rupanicuti cittasamakala mevapavat Mawati tòa ni vích chẳng tí ta tổ ba rằng chích ta chà hà ra cha rù bằng cha vốt chích cha tí ta tổ ba rằng ô tô sa mất thà na rù ba pa rằm ba rà và wa ma ta ca lệ ba ra sẵn khà ta ba vắt tầng tí. Nhưng mà lúc tâm chung từ chập tư tưởng thứ 17 đến ngược lại từ chập tử tâm bắt đầu ở giai đoạn trụ sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tử tâm rồi chấm dứt. Ích chê văn ma ta sắp tà năng u na đề quá pha hoàng ta về pháp ti sàn thình úp bà đà yá tát thà rú bằng bao bát tát tiếp. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp và những biến đổi vật lý trong cái được gọi là sắc chết. Như vậy đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy trong kiếp sống cái đó ngay vào lúc được thọ thai, được thức tái sanh. Con xin đọc hết, đã đọc xong phần 2 ạ. Kính mời nghị tiếp theo lên đọc đoạn 3. Xin mời kính chào thầy Kinh, kính chào cả lớp. Xin hỏi mọi người có nghe không ạ? Dạ, xin đọc bài đoạn 3. Ru ba lô kề bà na kha na chiều hà ca ya pha wa ra sa ca ni cha a ra a ha ra ya ca la bà ni cha na la phàn tí ta ma tê sằng bà tí sàn thí cà lề chắc khú sô tá quá thú quá xề ná tì ní đá xá cà ní chì quý tá ná quá cà ní chà tí chắc tà rồ cầm mà sám mú thà ná cá là bà bá quá thí dầm chít đồ tu sàm mú thà nà chá lá phàn tí. Trong cảnh sắc giới, 10 thành phần mũi lưỡi thân tánh nam hay nữ và những sắc pháp do vật thực tạo không sanh khởi, như vậy với những chúng sanh ấy vào lúc tái sanh có 4 sắc pháp sanh khởi do nghiệp tạo, 3 thập pháp là 10 thành phần mắt tai và ý căn và 9 thành phần mạng căn. Trong kiếp sống, những sắc pháp do tâm và những biến đổi vật lý tạo khởi phát asanya sát ta năng pa na chắc cú sô ta quá thú sát đà ni bí
Na La Phàn Tí Tát Thà. Đúng vậy. Rù Ba Lô Kề Ba Na Khà Na Chiều Hà Cà Giá Phà Quá Đá Sá Cà Ní Chá Á Hà Ra Giá Ca Lắp Bà Ní Chá Na La Phàn Tí Tá Mà Tế Sằng Bà Tí Sá Sàn Thí Cà Lề Chắc Khú Sồ Tá Quá Thú Quá Sề Ná Tì Ní Đá Sá Cà Ní Chì Quý Tá Ná Quá Ní Chá Ní Chá Tà Rồ Cầm Măng Sà Mút Thà Ná Cá Là Bà Bá Quá Tí Bá Quá Tí Dầm Chích Tố Tú Sá Mút Thà Ná Chá Lá Phàn Tí. Trong cảnh sắc giới 10 thành phần, mũi lưỡi thân tánh nam hay nữ và những sắc pháp do vật thực tạo không sanh khởi. Như vậy, với những chúng sanh ấy, vào lúc tái sanh có 4 sắc pháp sanh khởi do nghiệp tạo. 3 thập pháp là 10 thành phần mắt, tai và ý căn, và 9 thành phần mạng căn. Trong kiếp sống, những sắc pháp do tâm và những biến đổi vật lý tạo khởi phát. Dạ xin lỗi đã đọc lặp lại, nhưng để đọc xin đọc luôn ạ. Asanya Sattanang Pana Chakhu So Ta Quách Thú Sattà Ní Bí Na La Phàn Tí Tathà Sappà Ní Bí Chích Tá Giá Rù Bà Ní Tá Mà Tế Sàng Tế Sàng Bá Tí Sàng Thí Cà Lề Chì Quý Tá Ná Quá Cá Mề Quá Ba Quá Tí Đá Quá Chí Tăng U Tú Sá Mú Thà Ná Rù Bằng Á Tí Rí Chát Tí. Nhưng đối với những chúng sanh vô tưởng không có mắt tai ý căn và tiếng sanh khởi, cùng thế ấy những sắc pháp do tạo không sanh khởi. Như khởi sanh biến đổi vật lý tạo tiếp tục, ngoại trừ tiếng. Dạ, yeah. Yeah, con xin kính chào thầy Kinh và con xin chào cả lớp ạ. Con xin đọc đoạn 4 ạ. Ít chơi vầm Cá mà vũ bà sàng ní sàng khát thế su tì su tha nế su bá tí sàng hí bá vá thí quát xê nà đù
Vidada Upapavati Viditapa. Như vậy, trong ba cảnh dục giới, sắc giới và vô tướng Asanya, tiến trình sắc pháp phải được hiểu bằng hai phương cách, bằng thức tái sinh, lúc tái sinh và trong đời sống. Attha Visati Kamesu Honti Devisa Upisu Sattara Siva Sam Ni Nam Arube Nati Kinchit Bi Sato Vit Karo Yarata Mara Nang Kobap Patti Yam Na Lap Phonti Babat Ti Tu Nha Kinchit Bi Nha Lap Phonti Ajama Tharuba Babat Ti Kamu. Trong dục giới có 28 sắc pháp, trong sắc giới có 23, trừ 3 tỷ thiệt thân và 2 sắc tính. Trong cảnh giới vô tưởng Asanya là nấy có 17, trừ 5 nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thân 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, hư không. Nhưng trong cảnh vô sắc giới thì không có sắc nào khởi sanh. Vào lúc tái sanh, tiếng biến đổi, hoại diệt và vô thường không sanh khởi. Trong kiếp sống không có gì là không có. Nơi đây là phương cách mà các sắc pháp khởi sanh. Và con xin kính cảm ơn cả lớp ạ. Xin chào, xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy kinh, dạ con xin kính chào cả lớp, dạ con xin phép được đọc bài. Cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. Rupapavat Tikkamo, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sabba nipanita nirupa nikama loke yatharahan anuna nipavatti yang upalappanti patisanti yang panasangse dajanan jewa opapatika nan chachakuso takhana jivha kaya vawa vattudasaka sankha Ta ni sát ta, đa sát ca ni bà tu pha hoàn tí, Úc cát tha hoa xê ná, ồ má ca hoa xê ná pa ná chắc khu sô ta khà, ná phà hoa, đa sát ca ni ca đà chi bi, ná lắp phản tí, tas mà tề sàng hoa xê ná ca là, pa hà ni quê đi tắp bà. Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới, tùy trường hợp, không thiếu sót. Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và hóa sanh, vào lúc được thọ thai, có tối đa là 7 thập pháp, tức 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Gaffase yakasatta nang panaka yappa pha wawattu dasaka sankhata ni ti ni dasaka ni patuppa wanti tatha bi pha wadasakang kada china lappati
tát tô ba rằng ba quát tít cà lê ca mê na chắc khu đa sát cà đi ni chắp bà tu pha hoàn tí. Đối với hạng thai sanh, vào lúc tái sanh có ba thập pháp, ba nhóm mười, mười thành phần thân, mười thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có mười thành phần tánh nam hay nữ khởi sanh. Từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần mười thành phần mắt, vân vân tuần tự khởi sanh. Ích chê hoàng bá tí sàn thiền u bà đà u bà đà giá cầm ma sa mút thà nà đô tí giá chít tầm u bà đà giá chít ta sa mút thà nà thi tí cà lầm u bà đà giá u tú sa mút thà nà ô trà phá ra nặng u bà đà giá à hà ra sa mút thà nà trà tí cha tu sa mút thà nà rù bắc ca là bát sành tá tí cà má lù kề đi bát trà là quý giá na đi sô tô quý giá cha già quách tà du cần áp phóc trình nằng báo quách tá tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách: do nghiệp từ lúc được thọ thai, do tâm từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con xin phép được xuống mic. Cảm ơn Đông Triều đã post bài. Con kính dân mic lại cho lớp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ bên con thì chập chờn lúc nghe được lúc không, thôi con cứ đọc bài ạ. Dạ con đọc tiếp đoạn 2 ạ. Maranaka le bana chuti citto barisattara sammacittas Satitika lang upadaya kam macharupa nina upachan tibure tarang upbana nica kam macharupa nicuti citta samaka lame wabawatitwa niruchan titato parang cit ta cha ha raja ru bành cha vô chít chát ti ta tổ ba rằng u tu sa mu tha na ru ba ra ba rằng. Dạ con sám hối, con xin đọc lại. Ta tổ ba rằng u tu sa mu tha na ru ba ba rằm ba ra ya wa ma ta ka le ba ra sang kha ta ba quá tàn tí. Nhưng vào lúc lâm chung, từ chập tư tưởng thứ 17 đếm ngược lại, từ chập tử tâm bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa, các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tử tâm rồi chấm dứt. Chê hoàng mata sát tà nằng bu na đề qua pha hoàn ta rề ba ti sẵn thềm u bà đà gia ta thà rù bằng ba quát ta ti. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là xác chết. Như vậy đối với người chết,
các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai từ thức tái sanh. Dạ, vậy là con đã đọc sau. Dạ, con xin xuống mic. Cảm ơn Đông Triều đã post bài. Cảm ơn các đạo hữu đã lắng nghe. Kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 3. Rù ba lô kề ba na gà na chiều hà kà giá phà quát đá sá kà ni chá hà à hà vát chá ká là bà ni chá na lắp phàn tí tát mà tề sẵn ba tí sẵn thi kà lề chắc khu sô tà vát thu vát Sê na tì ni đa sa ca ni chiều vì trì vị vi ta na va ca ni cha ti cha ta ro tham ma sa mút tha na ca la ba ba va ti yang chi to tu sam mút tha na cha la phan ti. Trong cảnh sắc giới, 10 thành phần mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay nữ và những sắc pháp do vật thực tạo không sanh khởi. Như vậy, với những chúng sanh ấy, vào lúc tái sanh, có 4 sắc pháp sanh khởi do nghiệp tạo. 3 thập pháp là 10 thành phần mắt, tai và ý căn và 9 thành phần mạng căn. Trong kiếp sống, những sắc pháp do tâm và những biến đổi do vật lý tạo khởi phát. A sanh nhà sát tà nằng ba na chắc khu sô ta vát thu sát đà ni pi na lắp phàn tí tát thà sát phà ni pi chi ta cha rù bà ni tát mà tề sằng Pati san thi ca lê chi vitan va ca mê va ba vát ti yan cha sát đa vát chi tăng utusam mút thà na ru bằng ati vít cha ti. Nhưng đối với những chúng sanh vô tưởng, không có mắt, tai, ý căn và tiếng khởi sanh, cùng thế ấy, những sắc pháp do tâm tạo không khởi sanh. Như vậy, vào lúc tái sanh, chỉ có 9 thành phần mạng căn khởi sanh trong khoảng thời gian. Dạ, để con xin đọc lại, nó bị chạy lên ạ. Như vậy, vào lúc tái sanh chỉ có 9 thành phần mạng căn khởi sanh trong khoảng thời gian của đời sống, các sắc pháp do những biến đổi vật lý tạo tiếp tục ngoại trừ tiếng. Dạ, con xin hết. Xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, kính chào thầy, con xin đọc luôn phần 4. Ichche vang kha ma ru pa san ni san kha te su ti su tha ne su pa ti san ti pa wat ti va se na du vi tha pa wat ti ve ri tat ba. Như vậy trong ba cảnh dục giới, sắc giới và vô tưởng nhé, tiến trình sắc pháp phải được hiểu rằng hiểu bằng hai phương cách, bằng thức tái sanh, thức tái sanh và trong đời sống. Ati vi sa ti kha me su hòn ti tề vi sa ru vi su sap ta ra se va san nhì năng a ru pe nắp ti kinh chi bi sap đồ vi ca ru sa ra ta ma ra năng cô chô ba bát ti rằng na lắp thành ti ba quát tề tu na kinh chi pi na lắp thành ti ayamet tha đồ ba ba quát tích ca mồ. Trong dục giới có 28 sắc pháp, trong sắc giới có 23, trừ 3 tỷ thiệt thân và 2 sắc tính. Trong cảnh giới vô tưởng asan nhất là nề có 17, trừ 5 là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, trừ thinh, trừ 2 sắc tánh, sắc ý luật. Sắc mạng quyền như không, nhưng trong cảnh vô sắc giới thì không có sắc pháp nào khởi sanh. Ở lúc tái sanh, tiến, biến đổi, hoại diệt và vô thường, không sanh khởi, trong kiếp sống không có gì là không có. Nơi đây là phương cách mà các sắc pháp khởi sanh. Dạ con xin hết ạ. Rồi, xa hết. Rồi, hôm nay chúng ta đã bước qua một bài cuối cùng của phần sắc pháp ha. Đó là lộ trình diễn tiến về sắc pháp. Rồi, bắt đầu chúng ta đi vào chi tiết trong cái bài học hôm nay. Rồi, triều cho lên lộ trình diễn tiến sắc pháp. Rù ba ba quách tích ca mô. Rù ba ba quách tích ca mô. Lộ trình diễn tiến sắc pháp. Rồi, khi nói là lộ trình diễn tiến sắc pháp thì chúng ta sẽ hiểu được là đó là sự diễn tiến. Nó là một cái sự diễn tiến liên tục sanh diệt của sắc, còn được gọi là lộ sắc. Thì mình ghi ra sự diễn tiến liên tục sanh diệt của sắc, còn được gọi là lộ sắc. Rồi, tức là cái sắc pháp khi nó sanh nó diễn tiến liên tục sanh diệt ha, sanh diệt liên tục nha. Nó cũng giống như tâm nha, nó cũng sanh diệt liên tục nha, thì người ta gọi đây là lộ sắc. Còn bên phần tâm thì người ta gọi là lộ tâm. Hai cái nó có cái sự mà song song với nhau như vậy. Rồi, sắc hiện hữu trong các cõi. Xuống dòng ghi những cái tựa sắc hiện hữu trong các cõi. Sắc hiện hữu trong các cõi, dòng cõi dục giới hai chấm, tất cả sắc đều có mặt. Cõi dục giới tất cả sắc đều có mặt. Cõi sắc giới hai chấm, không có ba sắc thần kinh. Không có ba sắc thần kinh, tỷ thiệt thân và hai sắc tính. Không có ba sắc thần kinh, tỷ thiệt thân và hai sắc tính. Cõi vô sắc thì không có sắc nào. Cõi vô sắc thì không có sắc nào.
như vậy là sắc hiện hữu trong các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới được trình bày cho chúng ta thấy về cõi dục giới thì nó có mặt đầy đủ, đủ hết 28 sắc pháp đều có hết, không thiếu một sắc nào, nó hiện diện đầy đủ trong cõi dục giới. Nhưng mà khi bước lên cõi thiền sắc giới thì nó sẽ bỏ đi, không còn thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, nó chỉ có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, năm cái sắc thần kinh đó, thì không có ba cái hệ thần kinh này. Do sự tu tập về thiền định của họ nhàm chán về cái sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm, thành ra do sự tu tập này nó ly dục ly ác của thần pháp, làm cho những hệ thần kinh này không sạch lên được, mặc dầu có những cái phù trần căn nó có, chẳng hạn như vẫn có lỗ mũi, vẫn có lỗ tai, vẫn có mũi, vẫn có lưỡi, vẫn có thân, nhưng mà nó không có những cái hệ thần kinh. Cho nên ba cái sắc thần kinh này nó không có sinh khởi ở cõi sắc giới này. Và hai cái sắc tính là nam tính và nữ tính, đối với cõi sắc giới tức là cõi thiền của những vị phạm thiên sắc giới thì không có nam tính nữ tính, không còn có cái nam tính nữ tính, do sự tu tập mà phát sinh và làm cho ly dục, không còn sắc tính nữa. Cho nên đối với cõi sắc giới thì không có ba cái sắc thần kinh và hai cái sắc tính này. Mình cần phải biết rõ như vậy không? Rồi cõi vô sắc thì đã gọi là vô sắc thì không có sắc nào hết. Đây là một cái sự đặc biệt ha. Một cái chúng sanh sống mà không có bất kỳ một cái sắc pháp nào để cho tâm nó lương và tâm tự nó tồn tại đấy. Cõi vô sắc này là do sự tu tập về những cái thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Thì những vị tu thiền xong mà sanh về cõi vô sắc này thì chỉ có tâm chứ không có sắc pháp. Thì như vậy sắc hiện hữu trong các cõi được trình bày cho chúng ta thấy rõ ràng như vậy, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Rồi xuống dòng hạng loại chúng sanh khi thọ thai, bắt đầu chúng ta tính tới vấn đề từ cái lúc thọ thai ha. Hạng loại chúng sanh khi thọ thai, loại chúng sanh khi thọ thai. Rồi xuống dòng thấp sanh và hóa sanh, hai chấm. Thấp sanh và hóa sanh ở đây đã gồm luôn hai cái chúng sanh, loại thấp sanh với hóa sanh vào chung một nhóm, thấp sanh và hóa sanh, hai chấm. Tối đa có 7 nhóm, tối đa có 7 nhóm, hai chấm. Tai, mũi, lưỡi, thân và năm ha, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sắc tính là 6, sắc y căn là 7. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc tính và sắc y căn. Rồi, tức là ở đây đối với những chúng sanh tục sinh bằng thấp sanh hay là quá sanh thì tối đa của nó là được, khi mà hiện khởi là tối đa của nó của chúng sanh đó là phải là chỉ có 7 nhóm, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc tính và nam tính hoặc nữ tính và sắc y căn là sắc y vật á. Thì như vậy có tối đa là 7 nhóm cho chúng ta biết là đối với hạng loại chúng sanh là thấp sanh và quá sanh. Rồi tối thiểu 2 chấm. Tối thiểu đôi khi không có mắt, tai, mũi và sắc tính nam tính nữ, sắc tính đôi khi không có mắt, tai, mũi và sắc tính đây mình biết là nam nữ ha. Tối thiểu đôi khi không có mắt, tai, mũi và sắc tính tức là tối thiểu là có thể là nó một chúng sanh chẳng hạn như những loài thấp sanh, những cái loài nhỏ thấp sanh, nó sanh ra nhiều khi nó không có mắt, nó không có tai, không có mũi, hoặc nó không có tính nam tính nữ. Mắt, tai, mũi đây có nghĩa là không có những cái hệ thần kinh đó, tức là đôi khi nó tối thiểu nó không có những cái đó, nhưng mà tối đa là có 7. Rồi tối thiểu thì có thể bỏ bớt, có thể có những loài không có mắt, không có tai, không có mũi, hoặc là có những loài nó không có nam tính nữ tính. Thì như vậy đối với chúng sanh thấp sanh quả sanh nó có những cái sự hiện bài cho chúng ta thấy là có 7 nhóm, hoặc là tối thiểu là giảm bớt là lần xuống ha,
nó tùy theo cái nghiệp của chúng sanh. Rồi đó là hạng loại chúng sanh thuộc về thấp sanh và quá sanh. Rồi xuống thai sanh và noãn sanh. Thai sanh và noãn sanh. Tức là những chúng sanh tục sinh mà qua bào thai hay là qua trứng thì kêu thai sanh và noãn sanh gom chung là một ha. Thai sanh và noãn sanh. Dòng có 3 nhóm. Hai chấm. Thân, sắc tính và sắc ý căn và ý căn. Nhóm thân, sắc tính và ý căn. Thân, sắc tính và ý căn. Rồi xuống dòng, gạch vào dòng cái. Đôi khi không có sắc tính. Đôi khi không có sắc tính. Nam hay nữ, đôi khi không có sắc tính. Rồi xuống dòng, gạch tiếp vào dòng ha. Trong lúc được thọ thai. Trong lúc được thọ thai. Và về sau trong đời sống, trong lúc được thọ thai và về sau trong đời sống phải sẽ phát triển dần dần, sẽ phát triển dần dần sẽ phát triển dần dần 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi. 10 thành phần mắt, phải, tai, mũi, lưỡi tuần tự sanh khởi. 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi tuần tự sanh khởi. Rồi. À, như vậy là đối với loài thai sanh hay noãn sanh thì có 3 nhóm, nhóm thân, thần kinh thân, nhóm sắc tính và nhóm sắc ý căn hay là ý vật. Thì ba cái nhóm này nó khởi sanh ngay lúc đầu tiên, lúc đầu tiên của một cuộc sống, tức là khi mà tục sinh ra, cái đầu tiên là có ba nhóm này lên trong cái sắc na tâm đầu tiên trong tục sinh. Ví dụ như mình đang sống, mình tới giờ lúc cận tử, mình tử cái rồi sanh qua tục sinh qua cái sống mới. Thì cái sắc na tâm đầu tiên á, tục sinh á, thì nó lúc đó nó đi theo coi như có ba cái nhóm sắc, là nhóm thân, nhóm sắc tính và nhóm ý căn, là do nghiệp tạo. Thì ba cái nhóm này là xuất hiện đầu tiên nè, nhóm thân, nhóm sắc tính, và là lúc này là chúng ta có hệ thần kinh thân. Nó sanh ra mặc dù có chút xíu thôi, cái sắc pháp một cái chút xíu thôi, nhưng mà đã có cái thần kinh thân nó sanh. Rồi sắc tính tức là nam tính hay nữ tính là có lúc này rồi. Nếu mình là nam thì nó sẽ có cái sắc tính nam chút xíu đó thôi, nhưng mà nó có cái bản tính của cái đặc tính của nó là sắc tính nam hoặc nữ. Rồi sắc ý vật là ý căn, tức là chỗ mà để cho nó, cái tâm tục sinh nó lên. Thì như vậy lúc tục sinh của nhóm thai sanh và noãn sanh là đầu tiên là nó phát sinh ra ba nhóm này, nhóm thân, nhóm sắc tính và nhóm là nhóm ý căn. Rồi đôi khi không có sắc tính nam hay nữ. Có những chúng sanh khi sanh ra có thể là không có sắc tính, hoặc là lưỡng tính, hoặc là không có sắc tính. Nếu không sắc tính thì là vô tính. Đôi khi là có những chúng sanh sanh ra noãn sanh hoặc là thai sanh có cái trường hợp này và không có sắc tính. Rồi đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là từ lúc được thọ thai, tức là khi mà tục sinh thọ thai đầu tiên và về sau trong đời sống, tức là về dài dài sau đời sống, thì nó sẽ phát triển lần lần lên, nó sẽ phát triển từ từ lên. Chúng ta sẽ học tiếp tục về phía sau, mình sẽ hiểu không. Thì cái sắc pháp nó sẽ phát triển dần dần lên những cái thành phần, như là 10 thành phần mắt. Rồi ngày trước mình học về bọn nhóm ha, tức là 10 thành phần mắt, tức là trong thần kinh mắt sanh khởi thì nó đi kèm theo là chính nhóm chính cái sắc pháp đi sanh chung đó, thì được gọi là nhóm 10. Tức là lúc đó cái con mắt, cái hệ thần kinh mắt nó mới phát sanh. Sau một thời gian thần kinh mắt nó mới phát sanh. Tức là thần kinh nhãn đó, nó phát sanh.
Rồi thần kinh nhĩ nó phát sanh, thần kinh tỷ phát sanh, thần kinh thiệt nó phát sanh. Tức là 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi nó phát sanh, tuần tự nó phát sanh lên. Thì khi đó cái qua cái thời gian đó, thời gian nó sẽ phát sanh như vậy, là từ đó chúng ta sẽ có được cái thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. Và thân đã có từ lúc đầu, thân đã có từ lúc khởi sanh. Thì như vậy năm cái thần kinh này nó sẽ phát sanh tuần tự để mà nó tạo lên một cái đời sống của chúng sanh. Đó là vấn đề mà chúng ta được hiểu đối với cái thai sanh và nõn sanh rất là quan trọng, bởi vì nó đầy đủ các sách pháp để chúng ta thấy được, học được cái này rõ hơn ha. Rồi, quý vị nắm được không ạ? Alo, nắm được không? Cho biết về. Nắm được không? Nắm được không? Rồi, tiếp. Đánh thêm cái bông đồ dòng ha. Đánh thêm cái bông đồ dòng ha. Lộ sắc diễn tiến chậm hơn lộ 17 lần. Mình viết rõ. Lộ sắc diễn tiến chậm hơn lộ tâm 17 lần. Lộ sắc diễn tiến hơn lộ tâm 17 lần. Tức là khi mà tâm nó sanh khởi, tâm sanh diệt á, 17 sắc na tâm mỗi sắc na liên tục sanh diệt vậy ha, là 17 sắc na tâm như vậy. Thì trong khi mà lộ tâm sanh 17 lần, diệt 17 lần, sanh diệt 17 lần như vậy, thì lộ sắc nó chỉ có một lần, nó sanh lên rồi nó trụ rồi nó diệt, bằng 17 lần của lộ tâm. Thì như vậy sắc pháp nó chậm hơn lộ tâm 17 lần. Nhưng mà khi mình nói chậm hơn 17 lần vậy thì thực sự nó rất là nhanh, nội mắt mình không thấy được luôn. Phải dùng tới những cái khoa học hiện đại mới có thể là tương đối là thấy được cái sự sanh diệt của nó. Bởi vì một cái khải móng tay là hàng tỷ lộ tâm sanh diệt, thì lộ sắc mà nó diễn tiến chậm hơn chỉ có 17 lần thì nó cũng rất là nhanh như vậy. Rất là khó mà để chúng ta nắm bắt được vấn đề này. Nếu mà không có trí tuệ siêu phàm của Đức Phật thì chúng ta vô phương hiểu được vấn đề này ha. Rồi, phân loại sự diễn biến của sắc. Phân loại sự diễn biến của sắc. Phân loại sự diễn biến của sắc. Ở đây tức là chúng ta sẽ được phân ra cái sự diễn biến của sắc pháp nó sẽ như thế nào. Có 9 cách, 2 chấm. Có 9 cách, 2 chấm. Một, thời tái tục. Thời tục sanh, thời tục sanh hay thời tái tục. Một, thời tái tục. Hai, thời thụ thai một tuần lễ. Thời thụ thai một tuần lễ. Ba, thời thụ thai tuần thứ hai, bỏ ngoặc hai tuần, có thể là có chỗ người ta nói hai tuần, có chỗ nói là tuần thứ hai, thì mình ghi là ba là thời thụ thai tuần thứ hai, bỏ ngoặc hai tuần. Bốn, thời thụ thai tuần thứ 11. Năm, thời năm sắc thần kinh sanh đầy đủ. Thời năm sắc thần kinh sanh đủ, thì đủ được rồi ha. Thời năm sắc thần kinh sanh đủ. Sáu, thời nhập thiền diệt. Bảy, thời xả thiền diệt.
thời xã thiền diệt. Vì còn nghe vậy, sẽ thấy im ru rồi. Hello. Ủa, sao triều, sao nó bị gì rồi? Rồi ha, bảy thời xã thiền diệt. Số 8, thời tử ngũ môn. Thời tử ngũ môn. Năm môn á, thời tử ngũ môn. Tòa chính, thời tử ý môn. Rồi, đó là phần cho chúng ta thấy là chính cách mà làm cho cái sự diễn biến của sắc pháp nó được sanh khởi như thế nào. Tức là thời tái tục thì sắc pháp nó sẽ như thế nào, khi thọ thai được tuần lễ thì nó sẽ sao, 2 tuần sao, 11 tuần sao, rồi khi mà hệ thống thần kinh nó đã đầy đủ thì nó làm sao. Rồi sau đó những cái trường hợp mà nhập thiền diệt, tức là những vị mà bậc thánh A-la-hán, A-la-hán khi nhập vào thì diệt thọ tưởng định đó, thì sắc pháp nó sẽ như thế nào, xả thiền diệt ra thì nó sẽ ra sao. Rồi đặc biệt những cái trường hợp này mình thấy, học là mình thấy là những cái sự độc đáo trong cái vấn đề sắc pháp. Rồi khi mình tử, mà tử với ngũ môn, tức là tử với cái lộ môn, lộ tâm mà ngồi ngủ á, là tâm mắt tai mũi lưỡi thân á, tử với thời tử ngũ môn á, thì sắc pháp diễn ra sao. Rồi khi mình tử với ý môn thì nó sẽ ra sao, thì sắc pháp nó sẽ sanh khởi và nó sẽ diệt như thế nào, cho chúng ta biết là có chính cách như vậy để chúng ta thấy được cái vấn đề mà sắc pháp với lại tâm pháp nó có một cái sự liên hệ như thế nào. Rồi, đó là như vậy, chúng ta phân loại về sự diễn biến của sắc pháp cho chúng ta thấy có chính cách như vậy. Rồi, hết rồi, xong rồi. Học hết rồi, hết rồi đó. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu cho biết. Đắc đạo luôn. Xong rồi, đi xong rồi. Rồi, là vô từng cái nha. Rồi. Rồi, vô số 1, thời tục sanh hay là thời tái tục. 1 là thời tục sanh. Tức là khi mà mình bắt đầu tục sanh, tức là cái thời khắc đầu tiên của mình á, lấy con người mình làm cái căn bản nha, để mình nói nha. Tức là khi mà tục sinh đầu tiên thì những cái sắc pháp nào nó sẽ sanh khởi như thế nào nè. Chúng ta sẽ thấy vấn đề nó hiện hữu như thế nào ha. Để chúng ta thấy rõ là mình là có mặt trên thế gian này là từ đâu ha, nó sẽ phát sinh ra sao. Rồi, một là thời tục sinh, xuống dòng nhóm sắc nghiệp. Hai chấm. Nhóm sắc nghiệp. Nhóm sắc nghiệp, tức là khi mình tục sanh thì cái nhóm sắc nghiệp nó sanh khởi đầu tiên. Thì nó có bao nhiêu nhóm nè, thì có 3 nhóm. Có 3 nhóm. Có 3 nhóm, hay lắm ha. 1, nhóm thần kinh thân, hay là ghi A đi nha, A nhỏ, nhóm thần kinh thân. Nhóm thần kinh thân. Rồi, nhóm thần kinh thân này có bao nhiêu sắc quý vị? Liệt kê dùm cái coi. Nhóm thần kinh thân có bao nhiêu sắc? Chạy ra chạy vô nghe được cái gì đó, thì khi nó bị kẹt cái gì đó mình off ra vô lại. Nhóm thần kinh thân liệt kê ra coi. Alo, chánh tâm ghi có 10. Rồi, liệt kê ra dùm cái coi. Có 18 sắc bất ly, sắc mãn quyền và sắc thần kinh thân. Tức là lúc mà đầu tiên của cuộc đời chúng ta xuất hiện trên thế gian này
cái nhóm đầu tiên A nhỏ là nhóm thần kinh thân, đúng không? Rồi tiếp đến B nhỏ là nhóm sắc tính, nhóm sắc tính. Rồi ghi ra luôn nhóm sắc tính. Nhóm sắc tính có bao nhiêu? Nhóm sắc tính có 10. Rồi ghi ra 10 ghi ra là gì? Đó. Tám sắc bất ly, ghi ra tám sắc bất ly, sắc bản quyền là 9. Rồi sắc tính nam hay là nữ? 10. Rồi như vậy là khi mà thời tục sinh đầu tiên là chúng ta có được bọn 10, nhóm 10, nhóm 10 sắc tính này đó. À, tức là sanh ra là có được nhóm sắc tính nam hay sắc tính nữ. Thì như vậy chúng ta có cái nhóm thứ nhì là nhóm sắc tính trong cái thời tục sanh. Rồi nhóm thứ ba là nhóm C, là nhóm ý vật. Nhóm ý vật có mấy ghi ra luôn. Nhóm ý vật có 10. Rồi liệt kê ra luôn nha. Nhóm sắc ý vật có 10. Tám sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc ý vật. Rồi như vậy là chúng ta liệt kê ra đầy đủ ha. Mỗi cái nhóm 10, nhóm 10 ha. Thì giờ mình đánh cái bông đầu dòng ha. Cả ba nhóm 10, cả ba nhóm 10 cùng sanh trong thời điểm tâm tái tục. Cả ba nhóm 10 cùng sanh trong thời điểm tâm tái tục. Phải tại tiểu sắc na sanh. Cả ba nhóm 10 cùng sanh trong thời điểm tâm tái tục. Phải tại tiểu sắc na sanh. Tức là cả ba nhóm 10 là nhóm thần kinh thân, nhóm sắc tính, nhóm sắc khí vật này cùng sanh trong cái thời điểm của cái tâm tái tục, tức là sắc na tâm đầu tiên là tục sinh, mà nó lại ngay tiểu sắc na sanh, tức là sắc na sanh nó ngay cho nó nữa. Thì như vậy ba cái cùng sanh một lúc lại tiểu sắc na sanh. Rồi xuống dòng đầu dòng sắc na tâm có ba sắc na tiểu. Sắc na tâm có ba sắc na tiểu bằng ba nhóm một, bằng ba nhóm một. Tức là ngay cái sắc na tâm này nó có ba cái sắc na tiểu, thì nó có ba sắc na tiểu thì lúc đó nó có bằng ba cái nhóm một, là ba cái nhóm vô mỗi một sắc na luôn. Ba nhóm một tôi ghi là ba nhóm một, tức là mỗi một sắc na tiểu có ba nhóm, mỗi sắc na tiểu có ba nhóm, thì như vậy coi như là được gọi là ba nhóm một trong mỗi sắc na tiểu. Vì nắm được ý này không ạ? Tức là sắc na tâm có ba sắc na tiểu, thì mỗi một sắc na tiểu vậy đó nó có ba nhóm bằng ba nhóm một, và ba sắc na tiểu thì mình nhân lên. Rồi giờ mình biết gì nữa ha? Sắc na tâm có ba sắc na tiểu, ba nhóm một. Lắm nè. Rồi xuống dòng 17 sắc na đại. 17 sắc na đại. 2 chấm. Và 3 sắc na tiểu nhân 17 bằng 51. Đúng không? 17 sắc na đại là 3 sắc na tiểu nhân 17 bằng 51. Nhân cho 3 nhóm bằng 153 nhóm.
51 sắc đại biểu và nhân cho 3 nhóm, tức là mỗi sắc đại biểu có 3 nhóm như nãy mình nói không? Thì 51 nhân cho 3 bằng 153 nhóm. Ba nhóm một nhân cho ba nhóm một đúng rồi bằng 153 nhóm, thì như vậy 17 sắc na là có được 153 nhóm sắc pháp sanh khởi. Hoặc là mình tính cách khác nè, hoặc mỗi sắc na tiểu có 3 nhóm, hoặc hai chấm ha, mỗi sắc na tiểu có 3 nhóm, tính theo cách này ha, mỗi sắc na tiểu có 3 nhóm. Hoặc hai chấm, mỗi sắc na tiểu có 3 nhóm. Rồi, sắc na đại bằng 3 nhân 3, sắc na đại á thì mình lấy 3 nhân 3 bằng 9 nhóm. À, tức là nếu mỗi sắc na tiểu có 3 nhóm thì sắc na đại hai chấm 3 nhân 3 thì bằng 9 nhóm. Như ba bằng chín nhóm, à, tức là mỗi một sắc na đại là đã có được chín nhóm sắc ha, chín nhóm sắc sanh khởi. Rồi giờ 17 sắc na đại, 17 sắc na đại, chín nhân cho 17 bằng 153, à, tính cái này nó dẫn ra được con số là 153. 17 sắc na đại lấy chín nhóm nhân cho 17 bằng 153. Rồi như vậy chúng ta biết rằng một cái lộ trình tâm 17 sắc na như vậy đó thì nó có được 153 nhóm sắc và sanh khởi trong thời thuộc sanh. Rồi nắm được chưa? Mới nắm được chưa alo? Nắm được không cho biết đi. Tức là nhóm 31, tức là nhóm là ba cái là sắc, ba cái sắc, ba nhóm sắc là sắc thần kinh thân, sắc tính, sắc khí vật, ba nhóm này sanh trên mỗi sắc na tiểu là kêu là nhóm 31. Tức là ba sắc na tiểu thì có nhân cho ba lần là chín, tức là mỗi một sắc na tâm có ba sắc na tiểu thì cũng có ba nhóm một, ba nhóm cùng một lúc, ba nhóm sanh, ba nhóm kêu là ba nhóm vô mỗi một sắc na tiểu đó. Bây giờ mình ghi về đi cho dễ hiểu ha. Giờ ghi ra chỗ chỗ mà sắc na tâm ba nhóm, ba nhóm sanh trên mỗi sắc na tiểu, ghi rõ luôn đi ha, ba nhóm một đều sửa lại cho nó xíu. Tức là sắc na tâm có ba sắc na tiểu là mỗi sắc na tiểu có ba nhóm, mỗi một sắc na tiểu có ba nhóm sanh. Sửa lại cho nó chút xíu cho rõ ràng, ghi vậy cái hiểu lộn xạo. Mỗi sắc na tâm có ba sắc na tiểu, mỗi một sắc na tiểu có ba nhóm sắc, và mỗi sắc na tiểu có ba nhóm sắc, ba nhóm sắc nghiệp luôn đi cho nó rõ ràng luôn. Mỗi sắc na tiểu có ba nhóm sắc, sắc nghiệp sắc. Được chưa? Nắm được chưa? Nắm rõ ràng để mình hỏi lộn xộn ha. À, ghi cho rõ nha, ghi rõ mốt mình đưa vô cái bài đọc không hiểu gì. Tại mấy cái này nó cũng nhức đầu lắm. Rất rối. Rồi ha, được ha. Nắm được cái phần này chưa? Nắm được phần này hết rồi, quý vị cho biết đi. Mọi người cho biết cái mong có hiểu được hay không?
hay đó, cô liều cô lười có hiểu không? Mr. Tấn có hiểu không? Các quý vị có hiểu không? Alo. Mr. Tấn đâu rồi? Em ru không thấy trả lời. Hiểu không? Thông qua được chưa? Thông qua được không? Nói vậy cho Tuấn dễ hiểu rồi ha. Tức là mỗi một chiếc ghe có ba khoang. Mỗi chiếc ghe có ba khoang nhỏ. Mà mỗi khoang nhỏ có ba nhóm người. Nguyên chiếc ghe có chín nhóm. chiếc ghe của Tuấn có được chín nhóm. À, hiểu không? Rồi ha. Ok. Rồi, xuống dòng, dòng tiếp theo ha, tiếp theo phần nữa ha. Ba thời, hai chấm. Ba thời. Ba thời, hai chấm. Xuống dòng. Thời xanh, hai chấm. Thời xanh hai chấm. Sát na tâm tục sinh có ba nhóm. Sát na tâm tục sinh có ba nhóm. Nhân cho ba bằng 9. Sát na tâm tục sinh có 3 nhóm, nhân cho 3 bằng 9, tức là nhân cho 3 sát na tiểu. Sát na tâm tục sinh thì nó có 3 nhóm, 3 nhóm sanh chung đó, nhưng mà sát na tâm tục sinh nó có 3 cái sát na tiểu. Thì như vậy nó có 3 nhóm, nhân 3 bằng 9, 9 nhóm. Là ngay thời tục sinh ha, sát na tâm tục sinh và thời sanh. Nhân 3 bằng 9. Rồi, thời diệt 2 chấm. Sát na cuối cùng bằng 3 nhóm nhân 3 bằng 9. Thời diệt sát na cuối cùng 3 nhóm nhân 3 bằng 9. Rồi, tức là thời diệt là thời tử. Là thời cuối cùng của cái 17 sát na năm á, thì sát na cuối cùng là thời diệt của nó, cuối cùng là 3 nhóm nhân 3 bằng 9. 3 nhóm nhân 3 bằng 9. Rồi. Thời trụ. Thời trụ tức là thời chính giữa từ cái sát na sanh sát na tử sát na diệt sát na sanh cuối cùng của nó đó. Thì thời trụ của sắc pháp á. À, thì tính là thời trụ từ sát na thứ hai, từ sát na thứ hai sau sát na tâm tục sinh đến trước sát na thứ 17. Thời trụ từ sát na thứ hai sau sát na tâm tục sinh đến trước sát na thứ 17 bằng 135 nhóm còn lại. Bằng 135 nhóm còn lại. À, thì như vậy trong cái lộ sắc này thì nó có 3 thời là thời sanh, thời trụ và thời diệt. Sắc pháp thì nó có 3 thời sanh, thời trụ, thời diệt. Nương theo cái lộ tâm là 17 sắc na tâm. Thì thời sanh của cái sắc pháp nó nếu tính theo từ tâm tục sinh đó, thì sắc na tâm tục sinh vừa sanh khởi thì lúc đó nó có ba nhóm nhân cho ba sắc na tiểu là bằng 9. Thì lúc đó được gọi là thời sanh của sắc pháp. À, và thời diệt của sắc pháp là sắc na cuối cùng của 17 sắc na tâm, tức là sắc na thứ 17 cuối cùng. Thì nó cũng có 9 nhóm, và đó là thời diệt là thời cuối cùng của nó. Và thời trụ là thời chính giữa. Chính giữa từ cái sắc na thứ hai, tức là sắc na tục sinh là thứ nhất ha. Rồi sắc na thứ hai sau tâm tục sinh tới liên tục cho tới sát na thứ 16, tức là sau sát trước sát na thứ 17
À, thì như vậy là từ sát na thứ hai đến sát na thứ 16 thì được gọi là thời trụ. À, tức là nó có ba thời sắc pháp, là chia là thời sanh, trụ và diệt. À, hoặc là sanh tiến dị diệt, thì tiến dị á, nó nằm trong cái thời trụ, gồm trong cái thời trụ đó. Thì như vậy là mình chia làm ba thời, là thời sanh là sắc na sanh, thời diệt là sắc na cuối cùng, thứ 17, và thời trụ là nguyên một loạt chính giữa, thì kêu là thời trụ. Cái gì nắm được không ạ? Alo. Đúng rồi đó. Nắm được không? Alo luôn. Được không? Vô mấy cái này là mấy con số nhức đầu chứ. Rồi, ok ha. Học chắc học thêm một cái nữa đi ha. Hai, thời thụ thai một tuần lễ. Học một cái nữa thôi. Thời thụ thai một tuần lễ. Mới học cái tính cộng trừ nhân chia xíu nhức đầu ha. À, vậy nghe sao ra làm ăn sao tính lẹ quá vậy Tuấn? Tuấn làm ăn tính chiếc ghe bao nhiêu người, bao nhiêu người, người tiền chi phí nhiêu la ra cái rẹt liền ha. Tuấn tính dùng nó lẹ đó. Mỗi người bước xuống ghe nhiêu tiền vé, ăn nhiêu, uống nhiêu, sơ cái. Như tính bằng tâm thao, cái này tính bằng tâm thiện hợp trí là mình nhức đầu luôn ha. Dùng trí suy nghĩ nhức đầu luôn. Rồi số 2 là thời thụ thai một tuần lễ, tức là sau khi tục sinh cái kéo dài trong vòng một tuần lễ. Sau đó trong vòng tuần lễ thì bắt đầu có những vấn đề này phát sinh nha. Gặp tập dòng nhóm sắc nghiệp mãn nguyên sanh khởi. Nhóm sắc nghiệp mãn nguyên sanh khởi. À, tức là sau khi thụ thai được tuần lễ thì những cái sớm những cái nhóm sắc mạng nguyên bắt đầu nó sinh khởi để nó duy trì, nó gìn giữ những cái đời sống sắc pháp sanh lúc đó. Thì lúc đó nhóm sắc nghiệp mạng nguyên sinh khởi. Gặp lại vào thuộc nhóm chính sắc hai chấm tám sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên, tám sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên. Rồi, xuống dòng, gặp lại dòng. Mỗi sắc na tiểu tăng lên một nhóm. Mỗi sắc na tiểu tăng lên một nhóm. Mỗi sắc na tiểu tăng lên một nhóm. Rồi, xuống dòng. Sắc na đại chấm 3 nhân cho 17 bằng 51 nhóm. Sắc na đại là 3 sắc na tiểu, sắc na tiểu là mỗi sắc na tiểu lên nhóm á, thì sắc na đại nó có 3 sắc na tiểu và nhân cho 17 sắc na đại thì 3 nhân cho 17 bằng 51 nhóm. Được chưa?
như vậy mỗi một sắc na tiểu nó tăng lên một nhóm, thì trong sắc na đại nó có 3 sắc na tiểu, thì 17 sắc na đại mình nhân lên thì nó có 51 nhóm. Thì lúc này đó, sau khi mà thụ thai một tuần lễ đó, thì sắc mạng quyền nó sanh khởi liên tục là có được 51 nhóm, 51 nhóm với 17 sắc na tâm, nó sanh được 51 nhóm của sắc mạng quyền. Rồi như vậy xuống dòng mình ghi như vậy, sau khi thụ thai một tuần, như vậy sau khi thụ thai một tuần sắc nghiệp có 4 nhóm, sắc nghiệp có 4 nhóm là 2 chấm. Sắc nghiệp có 4 nhóm là 2 chấm. Sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thân, được chưa? Sắc thần kinh thân, sao chị mới ghi lên vậy? Sắc thần kinh thân. Rồi, sắc tính, sắc ý vật và sắc mạng quyền là 4 nhóm. Sắc ý vật, sắc mạng quyền. Thì như vậy sau khi mà chúng ta được thọ thai một trong từ lúc tục sinh cho tới 100 vòng tuần lễ đó, thì cái sắc do nghiệp tạo á, sắc do nghiệp sanh lên đó, thì nó có được 4 nhóm. Lúc đó chúng ta trong tuần lễ là mình đã có được 4 nhóm, là cái sắc thần kinh thân nè, sắc tính nè, nam và nữ nè, sắc ý vật và sắc mạng quyền. Thì như vậy trong lúc một tuần lễ thì có được 4 nhóm sanh khởi. Thì bây giờ mình tổng cộng 2 chấm. Hồi nãy là sắc nghiệp tục sanh là có 153 đúng không? Sắc nghiệp tục sanh nãy học phần trên là 153 nhóm, cộng cho cái sắc nghiệp mạng quyền là 51, thì tổng cộng 153 cộng 51 bằng 204 nhóm. Tổng cộng 153 cộng 51 bằng 204 nhóm. Thì như vậy khi mà chúng ta bắt đầu lúa cái mặt mình ra trong cái đời sống này, là trong cái sắc na đầu tiên được sinh cho tới trong vòng tuần lễ, thì chúng ta đã có những sắc pháp nó đã sanh khởi được 204 nhóm có mặt trên cái thế gian này. Thì như vậy chúng ta chỉ mới học tới một cái mới đi vào trong cái tuần thứ nhất thôi ha. Thì mỗi lúc đó cái thọ thai chúng ta có chút xíu ra bằng một cái giọt dầu cái sắc pháp mình sanh khởi trong vòng kéo dài một tuần lễ, thì nó hơi lớn mình xíu ha. Thì như vậy nó đã có được 204 nhóm sắc, là sắc thần kinh, sắc tính, sắc di vật và sắc mạng quyền và hiện khởi trong một tuần lễ thôi. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải lưu tri, cần phải hiểu được về cái sắc pháp như vậy. Rồi chúng ta thấy học ở đây là đủ rồi đó, mình sẽ học tiếp với học nữa chứ khùng luôn á. Rồi hôm nay học tới đây cũng vừa phải lẽ, mong quý vị sẽ quan hỷ để nắm được cái bài này ha. Học hết này xong thì chúng ta trở về phần tâm pháp lại. Rồi do phước báo hôm nay chúng ta đã học được vì pháp, thì nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điểm nhau cả thầy. Pa bhu sat pa mang lang rak khan tu sat pa de va ta sat pa bhu ta pa ve na sa ra sat thi pa wan tu te pa bhu sat pa mang lang rak khan tu sat pa de va ta sat pa tham ma lu pa ve na sa ra sat thi pa wan tu te Pao tu sap mamang galang rak khan tu sap pa de va ta sap pa sang kha nu pa ve na sa ra sap ti pa wan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người.
do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Thầy ạ, Nam mô Tam Bảo ạ, Nam mô Sanh. Rồi, xin mời MC lên hồi hướng phước và hoàn mãn buổi học hôm nay. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe Pháp. Pháp Tí Đà Na Gà Tha Gà Đô Tha Tha Sang Tí Gà Đô Tha Sĩ Sĩ Nì Tù Tê Tha Rê Đồ Thi Tha Rê Ta Hình Ta Hình Ta Phạm Má Đà Nè Na Tha Hoàng Tú Bù Chí Tha Sa Thịnh Gà Đô Tê Tha Quỳnh Tha Rê Ê ra cha mát cha, nó mát cha, cha thích ca vô, xà ra ni khà, đà na bá tì, u bà sa ca, gà mát cha đề xà, ni gà mát cha thích xà ra, xà ra bà na phù bà, su ni tà, phá hoàng tu tê, cha ra bú cha, dê dí cha, a ra hát xà, phá hoàng, tân sề đất sề ta át tha lô pa pa ti ca ni ya ni ca tham ma wa lang pa ti cha cha te cha te li du la cha cha ca ro ru sa ta ya a tu chi yang sa tang tham mo tham ma ta ra cha tu ya la chẳng khổ hồ tu sa mắc đồ quá ất thà giá chá và giá chá ám hề rắc ca tu sắc tham mồ sắc về lý thầm má trà lý đồ lúc trình xâm bà tu này và thầm mà lý giác phá về lý tề dần kiên trí khu sơ khâm mặt cả tắp bằng ý lý giác Mama kaye na waja nasa tida se sugatang katang ye sata sanino ati ye sata sanino katang bunya palang mehang sabe padi awan dude ye tang katang suwi tang binan bunya palang mai ya ye cha tap tha na cha na ti đề hòa gánh tòa như về ta dùng sắp đề lộ cả như về sắp ta chỉ hoàn ta hà la hề tú ca ma nguồn nhận hồ cha nằm sắp đề lắp an tú ma ma chê ca sa ti đi đằng qua tăng nghề đà nằm สวัสดีครับ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 สว